Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tình ở xứ sở La Phong cho đến hôm nay vẫn chưa có hồi kết thúc. Trong thời gian qua, chúng ta có cảm giác rằng Tám Trang, nhân vật chính trong câu chuyện tình mà chúng ta đang theo dõi, có vẻ như đã khỏe khoắn trở lại. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn văng vẳng lời của bác sĩ tâm lý ngày xưa ở bên tai chúng ta rằng Tám Trang không thể nào ngày một ngày hai mà khỏi bệnh được, và tám căn bệnh của Tám Trang phải trải qua có thể một vài tháng, thậm chí có thể một vài năm, và nếu không tốt có thể cả một cuộc đời này Tám Trang sẽ sống với căn bệnh thế kỷ. Đó chính là căn bệnh chúng ta gọi là trầm cảm. Vâng, Tám Trang rất cần một hơi ấm của tình yêu. Nếu trong cuộc đời của Tám Trang thiếu tình yêu thì căn bệnh này có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Trong khoảng 4 năm ngày vừa qua, khi mà sinh viên Hùng đi vắng, Tám Trang đã cảm thấy rằng là trong con người của Tám Trang trống vắng một cái điều gì đó. Cứ tầm chiều chiều thì Tám Trang lại đứng ở phía vườn, ngóng trông ra bên bên phía ngoài cái khung cửa giữa hai cái căn nhà của thầy giáo Tân và một căn nhà của hàng xóm. Ở nơi đó chính là cái đầu ngõ mà khi mà sinh viên Hùng đến thăm thì thấp thoáng thấy bóng dáng của người yêu của mình, là Tám Trang đã chạy ùa ra để ôm lấy cậu ta. Và mỗi một lần như vậy thì sinh viên Hùng đều ôm lấy người yêu của mình, quay vòng tròn người yêu của mình hai vòng ở trên không trung. Vâng, một cái hình ảnh rất đẹp, và ở đây nó đã trở thành một cái hình ảnh quen thuộc như là thương hiệu của sinh viên Hùng rồi. Khi mà mỗi khi buổi chiều hè vàng úa, rơi rụng lá vàng rơi, ánh nắng chiều tà buông lơi và tiếng chim hót rộn rã, là lúc đó Tám Trang được hưởng niềm vui khi mà người yêu đến thăm mình. Tuy nhiên trong mấy ngày vừa qua thì Tám Trang không còn những cái niềm vui này nữa, bởi vì Tám Trang thấy rằng sinh viên Hùng đã hầu như không trở lại với Tám Trang. Trong buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều ngày thứ bảy, vâng, các bạn biết rằng mùa hè đối với đất nước Canada thì thời tiết khoảng 9 giờ 9 rưỡi mới bắt đầu tối. Bởi vậy mà cái tầm 5-6 giờ chiều trời vẫn đang rất sáng, tất nhiên những cái ánh nắng buổi chiều tà chiếu xuống cái khung cảnh vườn tược ở nhà Tám Trang như là trái tim của Tám Trang đang héo mòn. Vâng, các bạn biết không, vào chiều ngày hôm nay thì ông Linh, cha của Tám Trang, được nghỉ. Ngày thứ bảy và chủ nhật thì ông ấy được nghỉ. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì ông ấy đang cắt tỉa cây cảnh, các bạn ạ. Ở đằng sau vườn nhà Tám Trang ấy, và của nhà thầy giáo Tân ấy, thì là nó có những cái cây cảnh, và trong mùa hè thì nó mọc rất nhanh, và tranh thủ cái thời gian mà được nghỉ thì ông Linh đã cắt tỉa những cây cảnh này. Trong khi đó, ở một cái góc vườn đằng phía kia là bà Lâm và Phạm Hoa là đang tập trung nấu một cái bữa ăn. Ở đây hai người theo như thuyết thuyết là đang cố gắng học một cái món ăn làm như là bún chả Hà Nội, bởi vì cái hôm trước nữa các bạn nhớ rằng Hà Đông chính là nấu cái món ăn này, và mọi người khi được ăn cái món ăn này thì rất thích. Nên là chính vì vậy mà bà Lâm đang học cái cách nấu cái món ăn gọi là bún chả Hà Nội, cái món ăn của người miền Bắc. Trong khi mà ông Linh cắt đĩa cái cảnh thì ông ấy để cái điện thoại ở trong túi, và các bạn biết rằng là những người miền Nam người ta rất thích nghe những cái điệu lý lý câu hò, lý lý qua cầu của những cái người dân ca miền Nam Nam Bộ. Và khi mà Tám Trang nghe thấy một cái bài hát gì đó của cha mình mà cái điện thoại từ túi áo, túi quần của cha mình vang ra, thì Tám Trang lúc này không biết là sực nhớ ra một điều gì đó. Thì cô gái này đang chơi ở ngoài vườn cùng với thằng bé Huy, 6 tuổi, con trai của bác sĩ Trần, và đứa em của Huy, đứa bé này tên là Ngọc Hà. Nhưng mà trước đó thì Tám Trang và sinh viên Hùng đã đặt tên Ngọc Hà tên là bé Bông, bởi vì bé Bông này á trông rất là xinh gái, trắng trẻo và trông như một cái thiên thần, một cái công chúa nhỏ nhắn. Và sinh viên Hùng thường thường hay mua những con búp bê, những con bướm để cho bé Bông chơi. Và cái tên bé Bông này gợi nhớ cho Tám Trang rất nhiều điều kỳ diệu các bạn. Bé Bông và coi như là thằng Huy luôn luôn sát cánh chơi cùng Tám Trang, và Tám Trang như một đứa trẻ chơi với hai đứa. Tuy nhiên khi mà chiều tà buông lơi thì Tám Trang lại cứ ngóng nhìn ra đến ngoài đầu ngõ để đón chờ cái hình bóng thân yêu của sinh viên Hùng. Nhưng 4 năm ngày nay rồi, sinh viên Hùng đi mà không trở lại. Khi mà nghe một bài hát nào đó thì Tám Trang như bừng tỉnh, cô gái này bỏ cái cuộc chơi với hai đứa bé và vội vàng chạy vào trong nhà.
Thì khi mà thấy con gái của mình đang chơi đùa với hai đứa đứa bé thì ông Năm thấy là con gái của mình chạy hớt ra hớt hải vào trong nhà, thì ông Năm đuổi theo gọi: Tám Trang ơi, con chạy đi đâu đó, con đi đâu? Thì Tám Trang lúc này là chạy vào trong nhà nói rằng con đi lấy điện thoại. Lúc này ông Năm đuổi theo Tám Trang và nói rằng điện thoại của con không ở trong phòng của con đâu. Và lúc này các bạn biết không, trong mấy tháng vừa qua Tám Trang không được sử dụng điện thoại bởi vì ông bà Năm và tất cả mọi người không cho Tám Trang dùng điện thoại, sợ Tám Trang sẽ vào cái kênh xem YouTube và có nhiều điều nói về sinh viên Hồng Quý Ngân thì Tám Trang có thể phát bệnh. Đấy, bởi vì Tám Trang có một cái máu ghen trong trong con người. Cho nên ở đây trong mấy tháng vừa qua là Tám Trang không được sử dụng điện thoại. Và chính cái điện thoại này ông Linh đã cất trong một cái căn phòng của ông ấy. Và khi mà nghe con gái là đi tìm điện thoại thì ông Linh đã nói rằng điện thoại không ở trong phòng. Lúc này thì Tám Trang cứ lằng lặc là đòi đi lấy. Và ông Linh không còn cách nào hơn phải dỗ dành Tám Trang: bây giờ con đi ra ngoài vườn đi để cha vào lấy điện thoại cho con. Thì lúc này ông Linh đã mang cái điện thoại của Tám Trang ra ngoài vườn. Các bạn biết không, thì ở ngoài vườn trước đây khi mà cha của thầy giáo Tân chưa mất á, là thầy giáo Tân vẫn nối một cái đường dây điện từ trong nhà để chạy ra ngoài vườn, là ở đó có những cái ổ công tắc, ở đó là có một cái bàn nữa để che nắng che mưa, thì cái ổ công tắc điện này nằm ở dưới cái bàn, thì để mà hát karaoke ở ngoài vườn là có cái ổ điện ở đó. Và ông Năm khi đó là biết là máy mấy tháng không sử dụng hết pin rồi, thì ông Năm bắt buộc sạc pin để cho Tám Trang. Thì ông Năm đã hỏi con gái của mình là con muốn lấy điện thoại để làm gì, thì Tám Trang nói rằng là con gọi điện cho anh Hùng. Thì ở đây ông Năm sững người ra, bảo là Hùng đi vắng rồi con không gọi được, Hùng bây giờ mấy hôm nay đi vắng có việc. Thì Tám Trang lúc đó đã kêu gào lên nói rằng tại sao anh Hùng đi đâu, anh Hùng đi với cô gái nào, tại sao anh Hùng lại bỏ rơi con như vậy. Tám Trang khóc lóc rất là thảm thiết và Tám Trang muốn chạy ra ngoài. Thì lúc này coi như là ông Năm nói rằng đây điện thoại của con đây, để bố xem để bố có gọi được Hùng hay gọi điện được cho Hùng hay không. Vâng, ông Năm xưng với con gái của mình là tía các bạn nhé, bởi vì Tám Trang gọi là tía, gọi là má. Nhưng mà Thuyết khi mà bình luận, nói chuyện, kể lại câu chuyện thì Thuyết hay quen cái sử dụng cái câu từ ở ngoài Bắc thì gọi là bố, thì mong rằng các bạn cũng thông cảm. Thì lúc đó Tám Trang khi mà thấy cha của mình sạc điện thoại, một tí sau là có điện thoại rồi, vẫn để trong cái sạc đó và để gọi điện thoại, thì ông Linh đã gọi điện thoại cho Hùng nhưng mà không liên lạc được. Các bạn biết rằng không biết là ông Linh có gọi điện thoại thật cho sinh viên Hùng hay không, nhưng mà các bạn biết rằng là cái thời gian mà tầm 4-5 giờ chiều bên này thì vào 3-4 giờ sáng ở bên Thái Lan, chắc chắn là Hùng không có để cái điện thoại trong cái thời gian như vậy rồi. Thì khi mà ông Lâm nói với con rằng là Hùng đi vắng mà đi lên trên nhà bác Thảo Nguyên, cho nên là ở đấy là gia đình hai bố mẹ nuôi của bác Thảo Nguyên đang bị ốm. Đến lúc này là Tám Trang đã nói rằng tại sao mà anh Hùng không đưa con đi lên trên đó cùng với anh ấy đi cùng cô gái nào, tại sao anh ấy không còn yêu thương nữa hay sao, 4-5 ngày nay bao nhiêu ngày là anh ấy không trở về với con. Tám Trang khóc rất nhiều. Khi mà thấy con gái mình khóc thì chính bà Lâm cũng bỏ dở cái chỗ đang nấu ăn là đi ra dỗ dành con gái của mình để dành cho Phạm Hoa một lấu một mình thôi. Thì ở đây cả hai vợ chồng ông Năm là cố dỗ dành Tám Trang, nhưng Tám Trang thì coi như là không chịu nghe, bởi vì không gọi điện cho sinh viên Hùng được thì cô gái này không chịu nghe, và cô gái này là quyết tâm để đi tìm người yêu và để chạy ra cổng. Thì ở đây là ông Năm đã kéo lại Tám Trang và nói rằng ô để bố gọi điện lại, để tía gọi điện lại cho con để xem là Hùng có nghe máy hay không. Chắc là rõ ràng là vợ chồng bác Thảo Nguyên đang bị ốm rồi, cho nên Hùng đang ở bệnh viện và không 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 tắt máy đi, không thể là liên lạc được. Thì tối nay là cha sẽ gọi điện lại, tía sẽ gọi điện lại cho con để con nói chuyện cùng với Hùng. Khi nói đến cái điều này thì lúc này Tám Trang cứ nói rằng là Hùng đi với một cô gái nào đó và có thể là đi sẽ không trở về với Tám Trang nữa, cho nên là Tám Trang rất đau khổ. Và sau khi mà chợt nhớ ra một cái điều gì đó thì Tám Trang quay lại coi như là xem cái điện thoại và mở cái email ra. Và ở đây thì Tám Trang thì lại quên các bạn ạ. Có lẽ là Tám Trang quên mật khẩu email hay như thế nào đó, hoặc là ông Năm không biết sử dụng, hoặc là trong cái thời gian vừa qua có vẻ như là sinh viên Hùng tự xóa đi cái email đó, hoặc là do một cái gì lỗi của cái điện thoại trong mấy tháng không sử dụng thì Thuyết không biết. Nhưng mà lúc này là Tám Trang đã chợt nhớ ra một điều gì đó thì bắt coi như là mở email để xem lại những lá thư của Hùng viết. Vâng, các bạn nhớ không, trong cái thời gian trước đây mà khi sinh viên Hùng mới tỉnh lại sau cái trận mà bị tai nạn,
Thì các bạn nhớ có một cái thời gian chính Hùng mà bị coi như là Ngân đã làm ngơ, lúc đó là Ngân và bác sĩ Trần thân thiện với nhau, trong khi đó thì Tám Trang cũng làm ngơ, và chính vào thời điểm đó ông Lâm mới từ bên Việt Nam sang và không chấp nhận cái lời xin lỗi của Sinh Viên Hùng. Các bạn còn nhớ rằng Sinh Viên Hùng đã coi như là quỳ gối suốt cả một tiếng đồng hồ để cầu xin ông Lâm tha lỗi, nhưng ông Lâm không tha lỗi cho. Và hôm nay thì không biết tại sao Tám Trang lại lại coi như là nhớ đến những cái kỷ niệm đó và bắt cha của mình tìm lại cái lá thư mà Sinh Viên Hùng đã viết cho Tám Trang, và Tám Trang nói rằng lá thư đó là cái lá thư mà cô gái này muốn nghe nhất. Có lẽ Tám Trang đang nhớ đến một điều gì đó, và nếu không lầm thì Tám Trang đang nhớ đến những cái kỷ niệm của Sinh Viên Hùng và Tám Trang ở trên tháp nước Niagara. Vâng, đây là một cái điều mà đôi khi những cái người bị căn bệnh trầm cảm, người ta hay nhớ lại những cái kỷ niệm và người ta nhớ bất thình lình, và khi mà điều đó được lung nấu trong cái đầu được phát ra thì người ta tất cả người ta muốn xem lại, nghe lại những cái điều đó. Thì các bạn nhớ rằng trong thời điểm đó Sinh Viên Hùng khi quá khổ đau, khi bị Ngân phụ bạc, rồi thì Tám Trang cũng làm ngơ, cũng lạnh lẽo và bị ông Linh coi như khước từ cái lời xin lỗi, thì Sinh Viên Hùng đã bỏ ra đi. Và trước khi bỏ ra đi thì cậu ta đã viết một lá thư, và lá thư đó chính là cái lá thư số 108 cậu ta gửi về cho người yêu của mình. Tuy nhiên Tám Trang nhận được thư và không trả lời. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Tám Trang đòi nằng nặc cha của mình mở lại cái lá thư và đọc lại cho Tám Trang nghe. Bởi vì Tám Trang ở đây là các bạn biết là hiện tại là Tám Trang mà đọc cái lời lời lẽ là coi như là cô gái này vẫn chưa coi như là nói, vẫn hơi bị vướng, bị ngọng. Và ngay cả cái đoạn mà sử dụng trên điện thoại, cái tay chân vẫn còn nóng ngóng. Các bạn biết trong những ngày qua Tám Trang muốn đi học nghề làm nail, làm đẹp cũng chưa thể đi học được. Trên là Tám Trang đã yêu cầu tía của mình phải đọc lại cái lá thư của Sinh Viên Hùng đã viết gửi cho mình, và cái lá thư đó chính là cái lá thư 108. Không biết tại sao mà Tám Trang lại nhớ được cái lá thư đó số 108 các bạn ạ. Và đây chính là cái lá thư tình mà Sinh Viên Hùng đã viết cho Tám Trang trước khi là bỏ đi. Lúc đó là cậu ta bỏ đi đâu mọi người không biết, nhưng lúc đó đã gửi email cho Tám Trang. Và khi Tám Trang nhận được lá thư này thì đã chạy đến nhà Sinh Viên Hùng trong một đêm mưa bão, gió bão âm đến mức độ là hơn 20 âm độ C, và chính Tám Trang đã gục ngã trên cái đoạn đường khi mà từ nhà Sinh Viên Hùng quay trở lại đi tìm tìm cậu ta. Trong khi đó, khi mà ông bà Lâm thấy Tám Trang nhớ lại những cái chuyện cũ ngày xưa thì nửa mừng nửa lo. Mừng là sao? Mừng là trí nhớ của con mình đã khôi phục lại được rồi, nhưng lo là sợ lại có một điều gì đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên lúc này thì không có thể làm điều gì khác ngoài cái yêu cầu của Tám Trang, và Tám Trang bắt yêu cầu tía của mình đọc lại cho mình nghe cái lá thư đó. Và sau khi mà vào được cái điện thoại, tìm được cái email, xem lại cái lá thư này thì ông Lâm đã bắt buộc phải đọc lại cho Tám Trang nghe. Lúc đó các bạn biết không, Tám Trang và ông Lâm ngồi trên một cái ghế đá, bà Lâm là đứng ngay bên cạnh và nó có một cái xích đu ngay bên cạnh, thì bà Lâm cố tình là để làm sao mà để cho Tám Trang đó nếu có cái điều gì xảy ra ấy, thì con gái của mình có thể là có cái điểm tựa. Cho nên là bà ấy đứng ngay bên cạnh và bắt Tám Trang lắm vào cái dây xích đu ngay bên cạnh, tức là cái ghế ghế đá nó ngay cạnh cái dây xích đu đó. Đấy, sợ con gái của mình là ví dụ nghe bị xúc động, bị té ngã chẳng hạn. Cho nên là bà Lâm đã bắt Tám Trang lắm vào cái tay này, và Tám Trang bắt tía của mình đọc lại lá thư. Vâng, bây giờ Thuyết xin đọc lại cái lá thư mà ông Lâm hôm nay đã đọc lại cho Tám Trang. Đây chính là lá thư 108 của Sinh Viên Hùng và lá thư tình vĩnh biệt đẫm nước mắt của chàng trai sinh viên 22 tuổi trước khi chia tay gửi người yêu của mình. Vào một đêm mùa đông băng giá, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe. Vâng, thưa các bạn, đây là nguyên văn lá thư của Sinh Viên Hùng gửi cho cô gái tên là Tám Trang. Tám Trang yêu thương nhất đời của anh. Đây là bức thư tình thứ 108 viết gửi tới em kể từ khi anh từ còn chết trở về. Những bức thư tình gửi đi không có sự hồi âm nhạt nhòa nước mắt này, anh vẫn còn lưu lại và vẫn đọc nó trong từng đêm đông giá lạnh thương nhớ về em. Đêm mùa đông nơi đây lạnh giá quá, ở trong phòng ngủ mà anh thấy âm 9 độ C thì chắc ngoài trời âm đến 20 độ C mất. Thế nhưng em biết không, thời tiết có lạnh giá bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng không thấy lạnh bằng là lòng dạ con người. Trong thời gian qua, tất cả mọi người đều xa lánh anh, hắt hủi anh, khinh bỉ anh,
và thậm chí có người nguyền rủa anh là kẻ bạc tình, ham tiền bạc. Thôi thì miệng lưỡi người đời muốn nói sao cũng được, bởi vốn dĩ cái lưỡi khi sinh ra nó đã độc ác rồi, uốn lượn vòng vo vì không có xương, nhiều đường lắt léo. Cha của em đã xỉ vả anh không thiếu một ngôn từ hợp hĩnh nào, dù anh đã quỳ gối trước mặt ông ấy cả tiếng đồng hồ mong được chuộc lỗi. Anh không trách cha em, anh không trách người đời, bởi họ không phải là những người quyết định mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của hai chúng ta. Nhưng còn em, tại sao em nỡ vô tình quay mặt bước đi khi kỷ niệm tình yêu của hai đứa vẫn còn đó, vẫn chưa hề bôi xóa? Tại sao em lại lạnh lùng đóng cửa trái tim khi tình yêu của đôi ta đang ở vào thời kỳ lở rộ? Có hàng trăm câu hỏi tại sao, nhưng anh lại không thể trả lời được lý do em lại cắt đứt tình anh. Tám trang yêu thương của anh ơi, anh vẫn gọi tên em trong mỗi đêm mùa đông băng giá, những đêm dài mất ngủ vì thương nhớ em, anh đều rảo bước đến gần căn phòng giá lạnh. Ngày xưa hai đứa mình từng đắp lên bao kỷ niệm đẹp đẽ như tranh vẽ. Anh thân thờ ngắm nhìn căn phòng ấy, mà bây giờ nó đã thuộc về một người chủ khác. Có lẽ vì băng giá mùa đông nơi xứ sở lá phong quá khắc nghiệt đã chôn vùi đôi chân rệu rã của anh xuống đất, nơi nấm mồ tình yêu đang vỡ vụn trong trái tim anh. Mỗi lần trở về sau khi đến thăm căn phòng đầy ký ức đó, anh lại vùi đầu vào viết thư cho em. Và cho dù anh không đánh dấu các trang thư, nhưng anh vẫn biết chắc rằng đây là lá thư tình thứ 108 anh viết gửi về em. Và mặc dù em chẳng bao giờ hồi âm, nhưng anh vẫn không vì thế mà không viết nữa. Anh yêu em nhiều lắm, yêu em trọn kiếp này và mãi mãi không bao giờ rời xa em. Em có biết không, ngày hôm qua anh đã quỳ gối 1 giờ đồng hồ trước mặt cha em, cầu xin cha em tha lỗi cho anh. Anh muốn nói với ông ấy rất nhiều là sẽ sửa chữa và bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Tuy nhiên, miệng anh cứng đơ chẳng thốt được lên lời. Cha em đã mắng chửi anh và có thể nói là xúc phạm anh thậm tệ nữa. Tuy nhiên, anh không trách ông ấy vì tội lỗi là do anh gây ra và hậu quả đương nhiên là anh phải gánh chịu. Khi anh ra về gặp em ngoài đầu ngõ, anh muốn chạy lại ôm gỉ lấy em để nói những lời yêu thương đường mật mà bấy lâu nay anh vẫn giấu trong lòng. Thế nhưng bóng em đã vụt qua như một cơn gió thoảng. Em quay đầu bước đi khiến anh bị hụt hẫng. Em không thể hiểu được tâm trạng của anh khi đó như thế nào đâu. Trời đất trước mắt anh như sụp đổ. Anh quay cuồng điên loạn bởi hàng vạn tiếng khóc than của loài vật vô tri nào đó trong đầu anh. Có lẽ lúc đó không có Hương dìu anh nê bước ra xe buýt thì anh đã gục ngã không có ngày tỉnh lại rồi. Tám trang em yêu của anh ơi, đêm nay lạnh giá hơn bao đêm nào khác. Anh ngồi đây và nghĩ tới chuyện ra đi. Anh nghĩ rằng chẳng biết đến bao giờ cuộc tình này mới chấm dứt. Anh không thể sống thiếu em và anh cũng không thể bỏ rơi được quý bà Ngân vì Ngân sắp sinh em bé cho anh. Tất cả tội lỗi này đều thuộc về anh. Anh không thể bỏ rơi bất cứ ai trong hai người đàn bà, con gái. Nếu ông trời không cướp đi đứa bé trong bụng em, thì liền một lúc anh có liền hai em bé. Đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm người của anh. Giờ đây, tất cả mọi người đều xa lánh anh, hắt hủi anh, coi anh như một con hủi lây truyền bệnh tật. Em cũng không phải là người ngoại lệ và là người cuối cùng bóp lát trái tim anh. Anh là một thằng đàn ông tồi, và anh không thể tìm đến cái chết một cách mù quáng như những người đàn bà yếu đuối khác. Bởi có chết rồi, người đời vẫn nguyền rủa anh là kẻ bội bạc. Bởi vậy, anh chỉ còn một cách ra đi để chấm dứt cuộc tình đau khổ này. Rất nhiều người nói anh là kẻ hám tiền, chỉ muốn lấy tiền của quý bà Ngân, chứ không cần đứa con ngoài sự mong đợi ấy. Tình không còn thì tiền có ý nghĩa gì đâu em. Trước lúc chia tay, anh viết gửi em bài thư tình để nhớ về một thời kỷ niệm chúng ta đã từng có bên nhau.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi mà ông Linh, ông Lâm đọc xong cái phần lá thơ này thì ông ấy không đọc nữa. Thì ở lúc này coi như là các bạn biết là trong cái đoạn cuối là cái bài thơ là sinh viên Hùng có viết tặng cho Tám Trang một bài thơ tình. Thì ông Lâm đã không đọc nữa. Và lúc này thì Tám Trang đau khổ hét lên là các người đã chửi rủa anh ấy, anh Hùng rồi. Anh Hùng ơi, anh đi đâu rồi? Anh tại sao anh bỏ em vậy? Tám Trang gào thét lên, đứng dậy lại chạy tiếp. Ông Năm lúc này lại coi như đứng dậy coi như là đuổi theo Tám Trang và kéo Tám Trang trở lại từ cái khu sau vườn. Các bạn biết rằng là cái sự giằng co giữa hai cha con của Tám Trang lúc đó theo một cái góc độ mà chúng ta có thể hiểu được đó chính là những nỗi đau giằng xé, đến mức độ rằng là Phạm Hoa không thể là nấu ăn được nữa, còn chạy ra đến bên cạnh Tám Trang và an ủi Tám Trang. Thì lúc này Tám Trang lại có như trở lại cái câu chuyện cũ mà bắt cha của mình đọc tiếp cái lá thư này, bởi vì cái đoạn sau đó chính là cái bài thơ tình mà Tám Trang đã ấp ủ bao nhiêu ngày tháng sau khi mà Sinh Viên Hùng đã ra đi. Mấy tháng nay rồi Tám Trang đã quên những lá thư này, những bài thơ này, nhưng hôm nay thì không hiểu tại sao Tám Trang lại nhớ lại những cái lá thư đó và những cái bài thơ đó, trên là bắt cha mình của đọc lại. Và ông Năm không biết làm gì hơn là tiếp tục đọc tiếp cái lá thư này bằng cái bài thơ tình của Sinh Viên Hùng viết gửi cho Tám Trang. Và sau đây Tuyết sẽ đọc lại cái bài thơ này cho quý khán thính giả cùng nghe. Bài thơ tình anh viết gửi về em như con sóng lang thang tìm bờ cũ, sóng rì rào đêm đêm không ngủ, bền bỉ ngàn đời hát khúc tình ca. Bài thơ tình anh viết gửi từ xa, khi quê hương đã mịt mù khuất bóng, vẫn bùng cháy trong anh khát vọng một ngày nào hát tiếp khúc tình ca. Màu thời gian có bạc phôi pha, con sóng tìm bờ có tan ra từng mảnh, vẫn để lại trên bờ hạt cát vàng lóng lánh để kết thành vương miện của tình yêu. Muốn nói bao nhiêu, muốn viết bao nhiêu, nhưng sóng cứ tuôn trào hối hả, bài thơ tình không thể nào diễn tả khi sóng từ xa cứ ào ạt xô bờ. Quê hương ơi ngàn đời mãi hát ca, tiếng hát hội nim dân ca quan họ, ruộng lúa cánh cò bãi mía bờ tre, cho anh được nghe lại những tiếng ve, cho anh được nghe lại điệu hò xứ cũ. Hàng phượng hai bên đò, hai bên đường rừng rực đỏ, ngả xuống hồ Tam Bạt mặc vai anh. Chiếc võng ngày nào mẹ ru anh thuở ấy, anh đã đi trăm con sông vạn khúc đèo, chẳng đâu thấy lòng mình ấm lại, khói bếp nhà em quyện nắng chiều. Bài thơ tình anh viết giữa đêm đông, xứ sở lá phong ngập tràn tuyết phủ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bài thơ mà Sinh Viên Hùng viết gửi cho Tám Trang này nó diễn ra vào giữa cái mùa đông, giữa một cái đêm đông mà nhiệt độ lên tới âm 22 độ C ở xứ sở Lạ Phong. Và Sinh Viên Hùng đã bỏ ra đi trong cái mùa đêm mùa đông đó. Và Tám Trang, và khi mà nhận được cái lá thư này đã lao đến nhà Sinh Viên Hùng và đã gặp ông Linh, và ông Linh nói rằng không thấy Hùng ở trong nhà, thì cô gái này đã như phát điên. Và cũng chính từ ngày đấy, Tám Trang và Quý Bảo Ngân khi đó đã phải thay đổi cái suy nghĩ của mình khi biết rằng giả léo thì đất dây. Hôm nay Tám Trang không biết làm sao lại nhớ lại cái câu chuyện ngày xưa. Và khi mà ông Linh đọc xong cái bài thơ tình cuối cùng này cho Tám Trang nghe, thì cô gái này đứng bật dậy, chạy một phát ra từ trong vườn ra phía ngoài 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 đường các bạn. Vâng, hôm nay Tám Trang mặc chiếc váy trắng, một chiếc váy rất đẹp các bạn. Đây là một, và cái mẫu người của Tám Trang, cái bóng người thon thả, và có thể là được tả rằng là cái dáng của Tám Trang rất đẹp. Người ta gọi là cái thắt đáy nương ong các bạn. Và khi mà Tám Trang mặc váy thì đẹp lắm. Tám Trang chạy từ trong vườn đi ra phía phía ngoài cái chỗ khuôn cái ngoài cái cánh cổng, ngoài cửa mà khi mà mỗi lần Sinh Viên Hùng xuất hiện đó. Các bạn biết rằng cái bóng dáng của Tám Trang ngả siêu siêu xuống cái dưới cái ánh nắng chiều tà nó rất là đẹp. Và ông Lâm không kịp phản ứng khi mà ông Lâm
đọc cái bài thơ này khi ông Năm lúc đó cũng khóc sướt mướt. Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy cũng hối hận cái ngày đó chính ông Năm đã không tha thứ cho Sinh Viên Hùng. Thì trong lúc đó thì Tám Trang bất ngờ đứng dậy chạy đi về ra phía cổng. Thì ông Năm không kịp cả phản ứng. Đến khi ông Năm chạy đuổi theo Tám Trang thì Tám Trang đã chạy được khoảng 5-7 bước rồi. Và bóng cô gái này chạy, Tám Trang chạy nhất rất là nhanh. Mà khi mà ông Năm đuổi theo kịp ra thì ở bên ngoài đường nó có một chiếc xe lao đến. Các bạn biết không? Các bạn biết là trong căn nhà của thầy giáo Tân á, là nó có những cái đường như là trong ngõ các bạn ạ. Nhưng mà buổi chiều là khi mà người ta đi làm về, thỉnh thoảng cũng có một chiếc xe ô tô nó đi qua, chứ nó không phải ở ngoài đường quốc lộ. Vâng, rất may mắn, khi đó ông Năm đã coi như là lấy hết sức chạy đuổi theo Tám Trang và nao một cái đuổi, tóm được Tám Trang vào cái chiếc váy. Và coi như là lôi, khi mà sức mạnh của ông Năm là lôi xuống và Tám Trang ngã quật ra. Và khi đó Tám Trang đã bị bất tỉnh các bạn. Thì lúc đó ông Năm gọi như là không, sợ quá, coi như là ôm, đứng dậy ôm đứa con của mình và gào lên với vợ là bà nó ơi, mình gọi điện cho coi như là cảnh sát để đón, gọi điện cho xe cứu thương đón con đi viện đi. Thì lúc này bà Năm và Phạm Hoa chạy theo ở phía sau. Hai đứa con của Phạm Hoa lúc này cũng chạy tới nơi, coi như nó thấy Tám Trang nằm gục trên cánh tay của ông Năm thì nó gào lên, nó khóc. Chị Trang ơi, chị dậy đi, chị đừng chết. Bé Bông thế này, em cho chị coi như là con búp bê. Cái đứa bé Bông, em trai của Huy, nó ra nó dúi vào tay của Tám Trang. Tám Trang lúc này hai cánh tay buông thõng xuống. Ông Linh đứng chết nặng, coi như là ôm con gái, không biết đi đường nào. Bởi vì xe cứu thương thì bà Năm thì không biết là gọi xe cứu thương bằng cách nào, có biết tiếng Anh đâu. Thì lúc này bà chợt nghĩ ra là bà gọi cho thầy giáo Tân. Bởi vì cách hai cái căn nhà của thầy giáo Tân nó chỉ cách nhau 3 mét thôi các bạn. À, mình xin lỗi, 3 km thôi. Lúc này bà Năm đã gọi điện cho thầy giáo Tân. Thì độ khoảng 5-7 phút sau một cái là thầy giáo Tân nao chiếc xe ô tô đến, là chở theo cả Võ Ái Khanh. Và khi mà lúc này thì ông là coi như là ông Năm là muốn là đưa coi như Tám Trang lên chiếc xe của thầy giáo Tân. Thì các bạn biết thế nào không? Lúc đó tự nhiên là Tám Trang tỉnh dậy, mở mắt từ từ ra và ngơ ngẩn nhìn. Lúc này ông Năm bế Tám Trang một lúc rồi là bắt đầu để thấy Tám Trang mở mắt tỉnh lại, thì đã coi như là cho Tám Trang đứng ở coi như là xuống đất. Thì Tám Trang ngay lập tức lại chạy vút vào trong vườn. Cô gái này lúc đấy chạy như là chúng ta hình dung là không biết, không nhận được cái phương hướng nào để mà chạy, không biết là đi đâu, chỉ biết trong đầu nghĩ là đi tìm người yêu của mình thôi. Vừa chạy thì Tám Trang vừa kêu gào tên của Sinh Viên Hùng: anh đừng bỏ em, anh đừng đi theo cô gái nào cả. Đó, cho nên là ở đây là trong đầu của Tám Trang chỉ nghĩ đến Sinh Viên Hùng thôi. Mới cách xa chị 5-6 ngày nhưng mà Tám Trang bị rơi vào một cái tình trạng mà theo thuyết nghĩ rằng không thể nào xa rời được Sinh Viên Hùng. Những người bị căn bệnh trầm cảm bắt buộc họ phải có hơi ấm của tình yêu các bạn, nếu một khi họ bị thất tình. Chính lúc đó khi Tám Trang chạy thì lúc này thầy giáo Tân lúc đó là vừa xuống xe xong, định bảo là để đưa Tám Trang lên xe để đi đến bệnh viện. Thì thầy giáo Tân thấy Tám Trang chạy thì cũng chạy đuổi theo, và đến coi như vào trong vườn thì thầy giáo Tân ôm được Tám Trang, hai người ôm nhau. Thì Tám Trang lúc này coi như là đấm thầy giáo Tân bùm 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 bùm. Cô gái này lúc đó hầu như không biết thầy giáo Tân là ai. Thì lúc đó thầy giáo Tân mới hét lên là: ồ Tám Trang ơi, thầy giáo Tân đây, em có nhận ra thầy giáo Tân hay không? Lúc này thì Tám Trang mở mắt ra ngơ ngác nhìn thầy giáo Tân, rồi thì nhìn chung quanh. Nhưng mà cuối cùng đôi mắt cuối cùng vẫn cứ dọi vào thầy giáo Tân. Các bạn cứ hình dung ra thầy giáo Tân á, là vẫn ôm Tám Trang, và cái vòng tay của thầy giáo Tân là ôm Tám Trang và Tám Trang ngả ra, hai mặt coi như đối diện nhìn vào nhau. Và lúc này thì Võ Ái Khanh chỉ cái ghế đá ra hiệu cho thầy giáo Tân là để Tám Trang, tức là ngồi ở cái chiếc ghế đá đó. Thì thầy giáo Tân lúc này đã coi như là bế Tám Trang ngồi ở trên cái chiếc ghế đá mà ở cạnh ngay một chiếc xích đu các bạn. Bởi vì lúc này Võ Ái Khanh nói rằng là Tám Trang đang nhớ đến Sinh Viên Hùng, và cái điều cần thiết ở đây là làm sao nói những cái lời như là Sinh Viên Hùng nói với Tám Trang, chứ không phải là cần thiết để đi bệnh viện. Bởi vì Tám Trang không bị cái gì cả, chỉ bị cái bệnh gọi là tương tư, nhớ người yêu của mình mà thôi. Thì lúc này là Võ Ái Khanh nói rằng là con không cần đưa Tám Trang đi viện, cứ ngồi đó nói chuyện với Tám Trang đi. Võ Ái Khanh đã ra hiệu nói với thầy giáo Tân như vậy. Và thầy giáo Tân lúc này nói chuyện với Tám Trang: em có nhận ra thầy không? Ồ Tám Trang ngơ ngác nhìn và nói rằng: ô anh đấy ư, anh Hùng ơi, anh đi đâu vậy? Lúc này thì hai mặt đối diện nhau, thầy giáo Tân là ôm Tám Trang ở lòng ngồi trên chiếc ghế đá, và hai mặt đối diện nhau. Lúc này thầy giáo Tân bắt buộc phải đóng giả là Sinh Viên Hùng,
Bởi vì thầy giáo Tân rõ ràng đã biết rằng là Tám Trang đang nhớ về Sinh Viên Hùng. Chứ là thầy giáo Tân nói rằng ô anh đã trở về với em đây. Lúc này Tám Trang như là bừng tỉnh, bảo anh đã về với em ư. Là Tám Trang nhìn ngơ ngác và nói đây là chỗ nào? Đây có phải là thác nước Ligara hay không? Đây có phải là cái nơi chúng ta đã từng đến hay không? Và Tám Trang lúc đó nói với thầy giáo Tăng rằng anh hãy hôn em đi, anh hãy hôn em đi và trao cho em những cái nụ hôn nồng cháy đi. Em muốn trao cho anh tất cả cái sự trong trắng của đời người con gái cho anh vào lúc này và ngay bây giờ. Lúc đó thầy giáo Tân rất là bối rối, không biết làm gì cả. Và Tám Trang thì lúc đó là tay vẫn ôm vòng qua cổ thầy giáo Tân. Các bạn nhớ hình dung là thầy giáo Tân đang ôm Tám Trang như vậy, hai mặt đối với nhau. Thì cái cổ của Tám Trang là dựa vào cái cánh tay của thầy giáo Tân. Thì lúc đó một tay kia của Tám Trang là vòng qua cổ thầy giáo Tân, kéo mặt thầy giáo Tân xuống, bắt thầy giáo Tân phải hôn. Ở đây Tám Trang đang nhìn thầy giáo Tân là trong mắt của Tám Trang đó chính là Sinh Viên Hùng. Và lúc đó thì đôi môi tái bét của Tám Trang đã run lên nảy bẩy các bạn ạ. Lúc đó mặt mũi môi của Tám Trang là tái mét và run lên nảy bẩy, lập ba lập bập muốn nói cái điều gì đó, nhưng có vẻ như cái tình yêu trong lòng của Tám Trang lúc đấy nó dâng lên quá mạnh mẽ và cứ vít cổ thầy giáo Tân xuống. Và đến khi mà hai chiếc môi của thầy giáo Tân và Tám Trang chạm nhau thì Tám Trang đã trao cho thầy giáo Tân những nụ hôn nồng cháy. Và lúc đó thì các bạn biết không, chính thầy giáo Tân cũng không kìm nén được cảm xúc của mình, bắt buộc phải trao cho Tám Trang những cái nụ hôn, mà đây chính là những nụ hôn mà của Sinh Viên Hùng chứ không phải từ trái tim của thầy giáo Tân. Võ Ái Khanh, cha mẹ của Tám Trang nhìn thấy cái cảnh này đều rơi nước mắt và quay mặt đi. Hai đứa bé, thằng Huy với lại cái bé Bông, em gái của thằng Huy, nó không hiểu gì, nó thấy Tám Trang tỉnh lại thì nó mừng quá. Nó bảo chị Trang ơi, chị không chết được, em cho chị cái con búp bê đây này. Thằng Huy thì bảo chị dậy đi rồi đi đá bóng với em. Vâng, thằng Huy nó rất thích đá bóng và ngày nào trong những ngày qua thì Tám Trang cũng chơi đùa với hai đứa bé này. Tám Trang đã xa vắng người yêu của mình 5-6 ngày nay. Và cô gái này đang rất hạnh phúc khi mà được sống trong mơ, ngỡ tưởng rằng thầy giáo Tân chính là Sinh Viên Hùng. Trong khi đó chính thầy giáo Tân cũng đôi mắt cũng nhòa nhẹt nước mắt, nhòa lệ các bạn ạ. Nước mắt của thầy giáo Tân rơi nã chã xuống khuôn mặt tái mét của Tám Trang. Chính những ánh nắng chiều tà và những tiếng chim hót líu lo đã đưa hồn của hai người trẻ tuổi này đi vào một cái thế giới huyền bí, đó chính là thế giới của tình yêu. Vâng, thưa quý vị và quý khán thính giả, trong buổi chiều ngày hôm nay, câu chuyện mà Tám Trang đã ngỡ rằng Sinh Viên Hùng chính là thầy giáo Tân đã kết thúc. Ở đây là thầy giáo Tân đã quyết định không đưa Tám Trang đến bệnh viện, bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng chính Tám Trang chỉ có nhớ Sinh Viên Hùng mà thôi, chứ cô gái này không có cái bệnh thật gì cả. Nếu Sinh Viên Hùng ở bên cạnh Tám Trang thì Tám Trang sẽ khỏe trở lại. Trong câu chuyện này, Thuyết lại liên tưởng đến Ngân. Vâng, quý bà Ngân năm xưa, ngày hôm nay rất lâu rồi, rất nhiều tháng nay rồi, trong cái lá thư mà Sinh Viên Hùng viết ngày hôm nay mà ông Lâm đã đọc lại cho con gái của mình, thì có những cái từ quý bà Ngân và Thuyết lại nhớ lại trong câu chuyện ngày xưa. Đến hôm nay Ngân lại đang mắc vào cái căn bệnh này, và trong câu chuyện tình yêu này, liệu rằng sau này Ngân có thể trở thành một người như Tám Trang của ngày hôm nay hay không? Và khi đó ai là người trao những nụ hôn lồng cháy cho Ngân để chữa căn bệnh này cho Ngân? Người đó là ai? Là bác sĩ Trần hay là Sinh Viên Hùng? Thì chúng ta phải đợi chờ trong những ngày tháng tới đây nhé. Vâng, video của Thuyết hôm nay xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tới đây. Và video gần nhất vào lúc 7 giờ sáng ngày mai trên kênh Định Cư Canada.